Sáng ngày 17 tháng 1, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý một cơ sở sản xuất khẩu trang không phép. Trước đó, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang tại địa chỉ số 4 đường Trần Quang Khải, tiểu khu 1, thị trấn Hoàng Lão do ông Phan Hồng Sơn làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại điểm sản xuất có 58 thùng đựng khẩu trang, trong mỗi thùng có 50 hộp với tổng cộng 145.000 chiếc khẩu trang thành phẩm. Ngoài ra còn có rất nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất khẩu trang. Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 50 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Sơn không xuất trình được giấy phép sản xuất, kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến việc sản xuất khẩu trang. Ngay sau đó, Công an huyện Bố Trạch đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số khẩu trang nói trên và các tang vật liên quan khác để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.